Công nhiệm xin chào anh chị và các bạn đang theo dõi bản tin chứng khoán được phát trên kênh YouTube ITP Club CL. Hôm nay là ngày 23 tháng 1, thị trường thì có gặp rung lắc giảm điểm một chút khi mà nhóm cổ phiếu trụ VN30 trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì có những cái cổ phiếu trong nhóm ngân hàng có giảm và điều chỉnh một chút. Thế nên là thị trường thì giai đoạn này ảnh hưởng khá nhiều từ điểm số của nhóm cổ phiếu trụ. Thì hôm nay nhóm cổ phiếu trụ điều chỉnh Thế nên là thị trường này cũng có rung lắc một chút, tuy nhiên thì về cái mặt xu hướng thì nó không có gì thay đổi cả. Khi mà ở đây với những cái cổ phiếu ở trong cái nhóm cổ phiếu VN30 này thì hiện tại mới rung lắc một phiên như vậy thì nó cũng chưa có những cái dấu hiệu để mà chúng ta xác định là cái xu hướng của nó đảo chiều hay là ở đây thì với những cái tín hiệu của nó về mặt đảo chiều với những cái cổ phiếu ở trong nhóm VN30 thì gần như là nó cũng chưa có dấu hiệu gì để chúng ta xác định là đảo chiều cả Khi mà ở đây thì tạm thời Xét về những cái tín hiệu à, Thứ nhất là với chỉ báo RSI Thì nó cũng chưa thể hiện cái sự phân kỳ ở Trong cái khung đồ thị này Thế còn về cái chỉ báo dòng tiền Thì hiện tại thì nó có yếu hơn một chút ở Trong thời điểm này Nhưng mà hai cái chỉ báo này nó cũng chưa có sự đồng thuận Và cái thứ hai đó là Nó chưa rơi vào những cái thời điểm Mà bước vào cái xu hướng mạnh Để mà nó có thể đảo chiều ở Trong cái thời điểm này thị trường nó đảo chiều chỉ khi mà những cái chỉ báo nhất là về những cái chỉ báo như AD nó phải có chiều hướng rất là mạnh và thường là nó phải nằm trên 40 thì đó mới là những cái thời điểm mà chúng ta xác định là nó đảo chiều thì giai đoạn trước đây với AD kể trời thời điểm này nó nằm trên 40 thì khi đó thì chúng ta mới có thể đánh giá là thị trường sẽ quay trở lại đảo chiều chứ còn thời điểm này thì nó chưa thể có những cái dấu hiệu đảo chiều được Thế nên là chúng ta cũng không quan tâm nhiều đến uh, những cái thời điểm này là thị trường uh, sẽ quay trở lại giảm mạnh ở trong uh, thời điểm này mà chủ yếu là uh, chúng ta vẫn nắm giữ vào với cổ phiếu và nếu mà cổ phiếu giảm về quanh những cái vùng giá mà còn quanh những cái vùng điểm mua nhất là những cái điểm mua khởi đầu về những cái tín hiệu xu hướng thì đó là những cái thời điểm mà chúng ta sẽ mua vào với cổ phiếu Thế nên ở đây thì công hiệu có lọc ra thì buổi trưa nay thì cũng có livestream và phân tích vào và đưa ra giúp anh chị các bạn chúng ta tìm kiếm những cái cổ phiếu mà nó mạnh hơn để chúng ta tham gia về đầu tư à, chúng ta sẽ chủ yếu tập trung vào những cái cổ phiếu đó thì buổi trưa ngày hôm nay thì cũng có phân tích vào một số cổ phiếu ví dụ như là trong nhóm cổ phiếu cao su thì công nghiệp đánh giá này có cổ phiếu HLG nó nằm trong những cái cổ phiếu mà có cái độ mạnh ở trong trung hạn và đang trong những cái vùng giá có thể tham gia mua được thì lúc đó thì cũng có view vào mua với cổ phiếu HLG là cổ phiếu có độ mạnh thì đến cuối phiên nó quay ngược trở lại nó tăng trần hay là có cổ phiếu TTF chẳng hạn nó là cổ phiếu mà lúc đó thì công nhận cũng có đánh giá là nó đang giảm và trong vùng giá mua thì cái vùng giá lúc đó thì nó ở bên dưới này thì khi mà nó có những cái vùng giá như vậy thì công nhận cũng view là có cái vùng giá tốt để chúng ta có thể kỳ vọng điểm mua khi mà nó nằm trong top trên của nhóm cổ phiếu về sản xuất kinh doanh còn ở đây thì vẫn còn một số những cái cổ phiếu khác mà nó cũng có độ mạnh ở trong các nhóm ngành Nhưng mà nó vẫn còn đang nằm trong những cái vùng giá mà mua thì ở đây có khoảng đấy là khoảng đâu đấy 16 cổ phiếu thôi thì 16 cổ phiếu này cũng là chất lọc từ các nhóm ngành và hiện tại nó đang có chiều hướng là nằm trên tốc trên của các cái nhóm ngành đó mà vẫn đang trong cái vùng giá mua để công nhận view để anh chị chúng ta có thể chú ý đầu tiên nhất là cổ phiếu đất xanh trong thời điểm này thì nó cũng đang trong cái vùng giá có thể tham gia mua thế còn có một cổ phiếu mạnh hơn đó là DIG thì ở đây DIG thì nó chưa được cái vùng giá tốt thì anh chị chú ý là những cái vùng giá 26.5 là những cái vùng giá mà mua được với DIG thế ngoài ra thì trong cái nhóm cổ phiếu uh, bất động sản thì hiện tại được có Nam Long nó đang có những cái độ mạnh và nó bứt phá qua một cái vùng trendline tích lũy rồi và thời điểm này có dòng tiền tham gia thì với những cái kỳ vọng như này thì chúng ta có thể kỳ vọng nó tiếp diễn cái tren trung hạn để khi mà tiếp diễn tren trung hạn thì chỉ bạn biết là nó đang sát cái vùng kháng cự nhưng mà cái điều đó là công nhận đánh giá thì nó cũng chẳng quan trọng gì cả khi mà cái tren trung hạn nó đã có chiều hướng tín hiệu tạo được rồi mà bây giờ chúng ta không để ý mua đến khi mà nó cứ từ từ nó tăng lên nó cứ từ từ nó đi lên và đây là một cái điểm mua về chung dài hạn với cổ phiếu thì chúng ta lại bỏ lỡ thế nên là ở đây thì hiện tại nam long này nó cũng có độ khỏe ở top trên và chúng ta vẫn còn đang trong cái vùng giá mà nó rung lắc nó test trở lại nhất là quanh những cái vùng giá khoảng 38.5 đó là cái vùng giá mà còn tham gia được công nghệ vẫn cho vào cái list này để lưu ý với anh chị thế còn về nhóm cổ phiếu bất động sản thì hiện tại còn chú ý thêm EJC thì ở thời điểm này EJC thì công nghiệp thấy hôm nay nó cũng thị trường nó gặp rung lắc nó cũng không bị rung lắc quá nhiều và đây thì có dòng tiền lớn tham gia rồi cũng như là nó cũng chuẩn bị tạo được những cái tín hiệu về trung hạn và nó cũng đang xây quay tích lũy để chuẩn bị tạo những cái tín hiệu về dài hạn rồi. Thì đây là chúng ta có thể kỳ vọng vào những cái sóng dài của cổ phiếu. thì ở đây là cũng có EGC thì nó cũng không đến mức gọi là nó yếu mà nếu mà xét về độ mạnh nó cũng không hẳn là độ mạnh nó nằm ở top trên và nó không phải mạnh nhất nhưng mà nó làm cho anh top trên là được và nó vẫn còn quay những cái vùng giá mà chúng ta có thể chú ý tham gia mua nếu nó có gặp rung lắc giảm thì cụ thể ở đây nếu nó có gặp rung lắc giảm để quanh những cái vùng 14.5 sẽ là cái vùng giá mà chú ý với EGC để công nghiệp cũng chú ý với cổ phiếu này ở trên những cái buổi livestream cũng như là trong cái video trước rồi thì có thể nó sẽ có những cái vùng giá tốt hơn thì còn hôm nay thì có thể là trong thời điểm này nếu nó có rung lắc thì chúng ta mua Thế còn nó tăng lên tiếp thì nó cũng sẽ khẳng định cái độ mạnh của nó với anh chị đã nắm giữ rồi thì chúng ta tiếp tục nắm giữ với cổ phiếu này thôi Thế còn về nhóm cổ phiếu trong chứng khoán thì trong thời điểm này thì công nghiệp thấy là chỉ có hai cái cổ phiếu mà chúng ta đáng lưu ý đó là OGS và AGZ thì cũng vẫn còn một số cổ phiếu khác nữa nhưng mà lọc thì thấy là hai cái cổ phiếu này nó cũng là có cái độ mạnh của nó và nó vẫn còn quan trọng là nó vẫn đang trong cái vùng giá để chúng ta xem xét về cái mặt điểm mua như AGG thì quanh những cái vùng 16.3 là những cái vùng giá mà tham gia mua hay là OGS ở đây là khoảng đấy là vùng giá 15 là sẽ là vùng giá mua nó cộng trừ khoảng một like thôi vùng giá đó thì công nhận thấy là mua được nên còn tiếp đến là những cái cổ phiếu khác ở trong những cái nhóm ngành ví dụ như là đầu tư phát triển thì ở đây thì có TCD thì nó cũng đang có độ mạnh và nó cũng đang trong vùng giá để chúng ta có thể kỳ vọng được đó là một cái điểm mua mà về chung dài hạn với cổ phiếu thì ở đây thì nó cũng đang quay quanh những cái vùng giá mà rất là thấp nó cũng đang tích lũy đi ngang tạo nền và chuẩn bị tạo những cái tín hiệu về trung hạn thì về cái tín hiệu mua của nó thì đã có rồi thì bây giờ về cái vùng giá thì nó cũng chỉ là quanh những cái vùng giá và nó đấy 7.35 thôi vùng giá đó là công nhận đánh giá là mua được với cổ phiếu TCD này Thế còn C2 cũng là cổ phiếu mà có cái độ mạnh. Chú ý cái vùng giá 18.2. 18.2 từ 18 đến 18.2 là vùng giá vào được. Rồi ASM đang giảm là vùng giá 10 đến 10.1 là vùng giá mua được này. Rồi D là 1 4.4 đến 4.5. Thì ở đây anh chị chú ý là công nghiệp đã soi và thấy có độ mạnh thì công nghiệp mới lưu ý. Thế nên là không phải là ở đây là ngay kể cả, cả cổ phiếu đầu cơ nhưng mà nó cũng thu hút được cái dòng tiền vào mà nó có độ mạnh vươn lên dẫn tốt thì cũng là những cái cổ phiếu mà chúng ta có thể chú ý. Nhưng còn anh chị không muốn đầu tư những cái cổ phiếu thuộc dòng penny thì chúng ta sẽ chú ý tới những cái cổ phiếu ở trong các cái nhóm ngành khác. Ví dụ như ở đây để trong cái nhóm cổ phiếu về vật liệu xây dựng hay là nhóm cổ phiếu về khoáng sản thì hiện tại thì có KSB, KSB thì Hiện tại là cái vùng giá mà có tín hiệu mua thì nó quanh những cái vùng khoảng rồi đấy là tầm 28.2 là cao nhất. Thì như vậy là cỡ của nó giảm thì cũng phải quanh những cái vùng 27.5 đến 28 mới là cái vùng giá mua. Chúng ta sẽ chú ý quan sát ở trong những cái thời điểm sau này. Thế còn hiện tại thì VPG, VPG thì cũng quanh những cái vùng 17.7 là những cái vùng giá mua được. SMC là cổ phiếu cũng có những cái tín hiệu ở trong cái nhóm cổ phiếu về thương mại hiện tại thì cỡ vùng giá 10.9 là vùng giá mua được này rồi cổ phiếu pan cổ phiếu pan thì chờ nó rung lắc nó giảm nó có thể là quanh những cái vùng ở đây là giá 20 là vùng giá mua này GIL thì quanh những cái vùng giá khoảng 26.5 là vùng giá mua với GIL này VCG VCG thì hôm nay nó tăng lên hiện tại thì thị trường anh chị cũng bạn cũng biết là hiện tại sắp tết rồi nên là dòng tiền thì tạm thời là cũng chưa bung mạnh để mà giải ngân mua nhà đầu tư thì vẫn còn e rè nên là những cái cổ phiếu này thì nó vẫn có những cái cơ hội rung lắc để chúng ta tham gia vào trong những cái vùng giá mà có tín hiệu mua ví dụ như giai đoạn trước đây có thời điểm nó gặp rung lắc thì chúng ta phải chú ý để tham gia mua nó đúng điểm ví dụ VCG giai đoạn trước là vùng 18 chấm 18.7 này là vùng giá có tín hiệu mua thì ở đây thời điểm này nó xoay quay rung lắc để cũng chỉ quay những cái vùng giá 24.5 thôi. Là vùng giá mà chú ý với cổ phiếu VCG này. Thì đó là những cái cổ phiếu mà à, công nghiệp lọc ra nó cũng có độ mạnh cũng như là nó còn quay những cái vùng có điểm mua. Để anh chị bạn chúng ta xem xét để tham gia mua. Để còn khi mà nó đã tăng mạnh lên rồi thì công nghiệp sẽ không chú ý nữa. Giống như là trong cái nhóm cổ phiếu của à, ngân hàng chẳng hạn khi mà nó có những cái tín hiệu mua thì công nhiệm sẽ chú ý để anh chị và bạn tham gia mua để chúng ta kỳ vọng là mua vào được những cái cổ phiếu mạnh nó dẫn sóng để chúng ta kiếm lợi nhuận thì ở đây hiện tại thì nhóm cổ phiếu ngân hàng thì nó chạy rồi thế còn khi mà thị trường chung là bước vào những cái xu hướng tăng thì nhóm cổ phiếu ngân hàng này nó có thể rung lắc nó vẫn tăng tiếp ở giai đoạn sau cũng như là kéo những cái dòng cổ phiếu khác thì bây giờ chúng ta phải tập trung chú ý tới những cái dòng cổ phiếu khác khi mà chúng ta nó vẫn còn đang quanh cái vùng có điểm mua chứ không phải là chúng ta tập trung vào những cái cổ phiếu mà nó đã chạy mạnh rồi sau đó thì chúng ta mới chờ cái điểm mua ở thời điểm nó điều chỉnh thì khi đó thì có thể chúng ta lại gặp những cái pha nó điều chỉnh đi xuống thì khi đó thì chờ nó đi lên sau đó thì bắt đầu nó mất nhiều thời gian cũng như là chúng ta dễ bị đu đỉnh và trong những cái vùng giá nó tạo đỉnh ngắn hạn thì đó là những cái cổ phiếu mà công nghiệp lưu ý để mà chúng ta xem xét về cái mặt chiều mua Thế còn ở đây thì Ừ, hôm nay thì thị trường nó cũng có rung lắc thì có một số cổ phiếu thì nó đang có những cái tín hiệu cảnh báo theo những cái chiến lược mua bán thì công nhận thấy là ở đây thì nó cũng cảnh báo thôi nhưng mà về cái vùng giá ví dụ như abb này mua đầu tư về trung hạn thì bây giờ vẫn là tham gia được Thế còn bcm thì hôm nay nó có những cái tín hiệu cảnh báo về chiều mua ngắn thôi bây giờ thì cũng cho vào cái list để chú ý để mà kỳ vọng là bắt đáy về trung hạn với cổ phiếu bcm này đây còn BOT cảnh báo bán ngắn. Đi giới cũng cảnh báo bán ngắn này. Rồi HHS thì ở đây là hiện tại thì nó chỉ là những cái tín hiệu cảnh báo thôi. Thế nên là, là chúng ta phải xem xét là tùy vào những cái chiến lược mà chúng ta sẽ xem xét là là mua bán như nào. Ví dụ như là BC1 hôm qua nó có tín hiệu cảnh báo bán. Thì thường là nó là tín hiệu cảnh báo về trung hạn. Chúng ta cũng chưa nhất thiết phải hành động bán ngay. Thì chúng ta phải xem xét một hai phiên để xem cái hành động mua bán như nào. Để chúng ta có thể là đưa ra những cái quyết định về cái chiều có bán hay không vì bản chất của nó là những những cái tín hiệu ở đây là nó là những cái tín hiệu cảnh báo trong trung hạn hơn thế nên là chúng ta không nhất thiết là phải hành động là khi mà mua thì chúng ta không nhất thiết là cứ phải đua mua ngay cũng như là khi mà bán chúng ta không nhất thiết phải đua bán ngay thế nên là ở đây thì với những cái cổ phiếu ở trong cái thời điểm này thì công nghệ tập trung vào những cái tín hiệu về trung hạn hơn nhưng mà vẫn view một chút về những cái tín hiệu ngắn hạn để mà xem xét về cái mặt ấy, chiều mua bán thì ở đây là à, với những cái cổ phiếu thì tập trung nhất là về những cái tín hiệu trung hạn thì ở đây có EVE nó cũng có tín hiệu bán thôi. Nhưng mà vùng giá thì nó ở vùng giá tốt nên là chúng ta vẫn còn à, chờ đợi quan sát thêm một vài phiên được. Chỉ ngại nhất là cổ phiếu sau một cái quá trình nó nó tăng lên khá nhiều so với cả những cái điểm mua trước đó mà nó có tín hiệu bán thì chúng ta cần phải lưu ý nhất vì lúc đó là cái lúc mà chúng ta dễ bị vướng phải một quá trình nó giảm về trung hạn thế còn bây giờ thì những cái cổ phiếu kể cả nó có cảnh báo ví dụ ngay kể cả như phú tài đi chẳng hạn thì trong cái thời điểm này nó cũng đang xay quay tích lũy và tạo nền giá một đình bó chặt thì ở đây hôm nay thì nó có những cái tín hiệu là cảnh báo một cái chiều bán nhưng mà thực chất thì trong cái thời điểm này thì nó vẫn chủ yếu vào đi ngang thôi chúng ta vẫn quan sát thêm một vài phiên nữa để mà chúng ta xem xét về cái chiều bán với cổ phiếu cũng hành động bây giờ nó kể cả nó có giảm xuống đi nữa thì nó vẫn là có những cái thời điểm mà nó hồi phục để chúng ta xử lý bán nên là cơ hội xử lý với những cái chiến lược trung hạn thì nó còn rất nhiều còn ở đây là một số những cái cổ phiếu khác để có cảnh báo nhưng chủ yếu là những cái tín hiệu ngắn hạn thôi nước tí cộng ngắn hạn thì chúng ta cần phải xem xét thôi thì ở đây là cũng không có nhiều cái cảnh báo về những cái cổ phiếu đâu còn diện thấy là trong cái thời điểm này thì xét về cái cảnh báo thì chủ yếu là nó vẫn đang ở trong thời điểm sideways Thế đây là mà nó cũng chưa tăng mạnh, nó trải qua một quá trình điều chỉnh về trung hạn rồi, Thế nên thời điểm này thì nó cũng đang biến động ở trong một vùng biên độ hẹp, nó sẽ uh, có những cái chiều hướng là nó vẫn là đảo cái xu hướng liên tục, vì ở đây là nó khởi đầu cái xu hướng tăng, sau đó thì nó điều chỉnh một chút, thì nó sẽ có những cái chiều hướng là cảnh báo là 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 cái xu hướng của nó uh, lại chuyển sang xu hướng giảm, thế nhưng mà nó đang ở trong cái vùng sideways nên là nó có liên tục cảnh báo, thì cái bản chất ở đây là nhiều cổ phiếu mà À, chúng ta tham gia mua ở trong những cái thời điểm ví dụ như pan này nó có rung lắc điều chỉnh thì chúng ta mua ở quanh cái vùng giá ở đây là ví dụ như là 10 19.8 này chẳng hạn thì trong những cái thời điểm mà nó rung lắc như này chúng ta mua được đúng vùng giá mà nó chưa có gãy xu hướng gì thì chúng ta cứ tiếp tục lập giữ với cổ phiếu hoặc là với những cái cổ phiếu ngay kể cả như thời điểm này như là SBT này nó thì trong thời điểm này thì nó đã trải qua một quá trình điều chỉnh về trung hạn rồi và trong cái thời điểm này thì nó cũng có dòng tiền lớn tham gia mua thì trong thời điểm này nó cũng vẫn cảnh báo về cái chiều bán thôi vì cái xu hướng ở đây thì bạn biết là thời điểm này thì nó đang có chiều hướng là khởi đầu với xu hướng tăng ngắn nhưng mà nó cũng đang có chiều hướng là là vừa mới khởi đầu xu hướng tăng ngắn thì nó còn test trở lại và khi mà test trở lại thì ở đây thì nó cũng đang có những cái dấu hiệu cảnh báo nhưng mà về mặt xu hướng của nó thì cũng vẫn còn chưa gọi là chưa thay đổi gì cả thì là chúng ta vẫn còn yên tâm nắm giữ trừ khi mà nó quay ngược trở lại nó phá vỡ đi hẳn cái nến có tín hiệu mua này cũng như là đã hoàn sang xuống giảm thì thời điểm đó để chúng ta mới lo ngại để mà bán ra với cổ phiếu thì ở đây là một vài cổ phiếu được công nghệ chuyển lọc ra về cái tín hiệu cảnh báo thôi để anh chị bạn chúng ta lưu ý thì còn là chúng ta vẫn có được những cái cơ hội chủ yếu là thời điểm này với thị trường chung nó đã có chiều hướng là với tín hiệu trung hạn hơn của viên đấy thì nó đang có chiều hướng là tạo được những cái tín hiệu về về trung hạn này đồ thị tuần này đồ thị tuần ở đây MACD bắt đầu nó nó cắt lên trên không trở lại rồi cũng như là D cộng cắt lên D trừ rồi chỉ báo Azon thì nó đã cắt lên trên không thế còn Ichimoku ở đây thì nó đang rơi vào đoạn tích lũy và tăng tiếp thì nó mới bước vào xu hướng tăng thì ở đây là cái về cái mặt tín hiệu về xu hướng tăng của nó thì các bạn thấy là hiện tại thì nó có thể là chuyển sang pha tích lũy cũng như là chuyển một đoạn ngắn về xu hướng giảm thôi sau đó thì bắt đầu là nó tăng lên thêm để nó xác nhận về cái xu hướng tăng thế nên là trong cái thời điểm này phần lớn các chỉ báo này nó cũng đang thể hiện là có những cái tín hiệu về xu hướng tăng trung hạn như ở đây là MACD dương DI cộng đã cắt lên DI trừ rồi chỉ báo azon này dương nó chẳng khác gì ở trong cái giai đoạn trước đây đó là thời điểm mà MACD dương D cộng trên DI trừ azon thì nằm uh, trên 0 thì bắt đầu là nó có một cái đoạn tăng như này trông thì nó ngắn như vậy thôi nhưng mà nhiều cổ phiếu anh chị các bạn chúng ta kiếm được cái mức lợi nhuận từ những cái vùng có tín hiệu mua đó lên những cái vùng đỉnh thì cũng phải đâu đấy là tầm 20 đến 30 phần trăm thế đây là anh chị các bạn chúng ta chú ý thời điểm này nếu mà xét về khởi đầu xu hướng này thì công nhận đánh giá sóng này nó sẽ là cái sóng thứ hai và sóng thứ hai nó sẽ thiên hướng là cái sóng mạnh nhất là khi mà nó có sự bổ trợ của dòng tiền và nhóm cổ phiếu ngân hàng thế nên là đánh giá thời điểm này thị trường hoàn toàn là có thể vượt qua được cái vùng đỉnh 1250 này có thể là sẽ tiến lên được những cái vùng giá đỉnh ở trên cao nhất là trên này 1475 là cái vùng mà nhà đầu tư giao dịch kẹt hàng rất là nhiều hoặc là nếu mà xét về một cái target một sóng tăng về trung hạn thì thường là sẽ đặt ở quanh những cái vùng quanh những cái vùng 1315 đó là cái vùng giá mà kỳ vọng đạt được với những cái quá trình tăng trung hạn của cổ phiếu cũng như là của thị trường nó mà bước vào sóng dài chúng ta còn kỳ vọng tăng trở lại đỉnh 1500 này cũng như là có thể vươn xa hơn bởi vì là ở đây thì về những cái tín hiệu ví dụ như là trong một cái thời điểm Bollinger Band tháng nó thắt chặt lại sau đó bây giờ thì nó vẫn đang tiến dần lên thôi trong một vài tháng tới thì nó rời dần những cái đáy lên thì ví dụ như là ba tháng tới nó rời cái đáy này lên thì khi đó là bắt đầu là nó trong một cái biên độ khá là hẹp rồi và khi mà hẹp mà đang tiến dần lên ở trên này biên trên mà nó mở rộng ra cái nó tăng thì nó sẽ có cái sóng tăng dài như này thì khi đó là bắt đầu chúng ta có thể kỳ vọng là thị trường còn trở lại vùng đỉnh cũng như là có thể kỳ vọng vượt đỉnh được thế nên là thời điểm này nó vừa là trong những cái vùng giá mà trung hạn tín hiệu như này thì chủ yếu là chúng ta đang tìm kiếm những cái cơ hội để mua vào với cổ phiếu và nắm giữ với cổ phiếu thôi cho uh, cơ hội của năm 2024 cũng như là năm 2025 để chúng ta kỳ vọng đạt được một cái sóng tăng về chung dài hạn với cổ phiếu kiếm lợi nhuận nhiều ở trên thị trường. Rồi thì đó là công nhận view về thị trường chung để anh chị bạn có thể nắm bắt được để chúng ta xem xét những cái cổ phiếu nó vẫn còn đang quanh những cái vùng giá mà có tín hiệu mua để chúng ta vào. Chứ thời điểm sau này nó tăng mạnh lên rồi. Lỡ hết cái điểm mua là coi như là chúng ta lại bị lỡ một cái sóng. Khi đó để chúng ta mua bán nó sẽ bị theo cảm tính cũng như là bị mất định hướng thì khi đó giả sử chúng ta có muốn quay trở lại quá khứ ví dụ như trước đây khi mà với thị trường chung ở cái sóng trước ví dụ như ở đây đầu thì tuần là một cái sóng trước đây khi mà trạng thái ở đây là bắt đầu là MACD dương chỉ báo D cộng cắt lên đi trừ A giòn dương thế là cuối cùng là đoạn này thì là cái đoạn mà chúng ta mua để nắm giữ về chung dài hạn với cổ phiếu thế cuối cùng là là chúng ta lại bỏ lỡ qua chúng ta bỏ lỡ chúng ta không mua ở trong những cái vùng giá mà có tín hiệu này đến khi mà bắt đầu nó nó tăng mạnh tít lên bên trên này rồi thì thời điểm đó thì chúng ta cứ mua mua bán bán và mất định hướng ở trong quá trình đầu tư thế đây là vùng chân sóng này là cái vùng mà cái đoạn mà chúng ta kỳ vọng nhất để chúng ta tham gia đống điểm và sau đó để chúng ta gồng để làm giữ cổ phiếu về chung dài hạn thì chúng ta lại bỏ lỡ hết tất cả đến khi mà đoạn sau này nên tít ở trên những cái vùng đỉnh cao này thì thời điểm đó thì chúng ta lại hăng hái để tham gia mua vào với cổ phiếu thì khi đó mọi thông tin đều tốt hỗ trợ cho uh, với cái quá trình tăng của thị trường thì chúng ta lại có mặt ít nhất là chúng ta phải có mặt được ở đoạn này để giai đoạn sau này nếu mà nó có điều chỉnh gãy xu hướng chẳng hạn nó chuyển sang xu hướng giảm thì khi đó là cái đoạn mà chúng ta còn bán ra với cổ phiếu thì ít nhất là chúng ta vẫn ăn được những cái đoạn mà tăng giá như này đó thì đó là cái đoạn mà chúng ta vẫn còn duy trì được cái đà tăng trưởng của tài sản chứ nếu mà anh chị chúng ta mà tham gia từ những cái vùng ở trên này ví dụ như là những cái vùng ở trên này từ giai đoạn sau này đó thì trong thì chúng ta vẫn kiếm được lợi nhuận nhưng mà cuối cùng là từ cái đoạn này trở lên ấy, thì coi như là chúng ta chẳng kiếm được cái gì đến khi mà quay trở lại giảm chúng ta đã mất hết thế nên là trong cái quá trình đầu tư thì nó phải ăn được từ gốc lên thì sau đó này thì bắt đầu là có thể mất trở lại một chút nhưng mà chúng ta lại vẫn là có được cái quá trình gia tăng tài sản kiếm lợi nhuận chứ không là coi như là vẫn bằng không có khi là chúng ta còn nỗ ngược lại Thế là cái bản chất của thị trường đó là khi mà tham gia được ở trong những cái thời điểm mà đúng chân sóng thì chúng ta phải gom được cũng như là tham gia đầu tư sớm ở trong những cái vùng mà bắt đầu xu hướng đi lên thì giai đoạn sau này chúng ta có thể dễ dàng kiếm được lợi nhuận cũng như là chúng ta à, có thể là à, mất một ít thôi ở bên trên vùng đỉnh nhưng mà chúng ta gọi là có rất nhiều kinh nghiệm có thể là trong cái sóng này đi lên chúng ta kiếm được như đoạn sau này chúng ta mất nhưng mà coi như là chúng ta không kiếm được gì cả nhưng mà trong đầu tư thì chúng ta lại kiếm được rất nhiều cái kinh nghiệm để chúng ta có được những cái phương án đầu tư ở giai đoạn sau này khi mà nó lại có sóng mới. Thế nên ở đây hiện tại với thị trường với chỉ số vnindex thì nó đang thể hiện là những cái tín hiệu khởi đầu về những cái tín hiệu trung hạn như này để công nhận nó lưu ý rất nhiều để anh chị nào chúng ta tham gia đầu tư thì chúng ta chú ý là nếu mà chúng ta đang nắm giữ với cổ phiếu mà nó đang đi đúng trend đúng sóng rồi chúng ta sẽ cố gắng gồng để kỳ vọng đạt được cái mức lợi nhuận nhiều cũng như anh chị nào mà chúng ta đang có do dự không muốn tham gia thị trường ở thời điểm này thì chúng ta chú ý là thời điểm này nó đã có tín hiệu như vậy rồi thì chúng ta cần phải xem xét để bung nhiều tiền vào để chúng ta đầu tư để kỳ vọng là cái sóng trung hạn này sẽ là cái sóng mà chúng ta kiếm được lợi nhuận nhiều ở trên thị trường cũng như là nếu mà nó không ăn là sóng trung hạn thì chúng ta tham gia ngay trong những cái thời điểm mà chân sóng trung hạn thì khi mà nó kết thúc sóng thì ít nhất là chúng ta có hòa hoặc lỗ nhẹ thôi thì chúng ta lại chờ vào cái sóng mới thì cứ như vậy thì đến một cái sóng lớn là cái sóng vẫn là cái sóng chúng ta ăn thôi thế nên anh chị bạn chúng ta phải tập trung chú ý ở trong cái thời điểm này nếu không là lỡ sóng cái là đến hết năm 2024 này mà anh chị bạn mới tham gia thị trường mới mua vào cái cổ phiếu thì có thể kiếm ăn lợi lợi nhuận trong một giai đoạn uh, nửa năm nhưng mà sau đó thị trường có thể là quay trở lại điều chỉnh thì chúng ta lại mất hết chẳng được cái gì cả cũng như là có thể là lỗ ngược trở lại với cái quá trình mà chúng ta phân bổ vốn không khéo đó là lúc đầu thì chúng ta tham gia ít rồi sau đó đến cuối thì chúng ta lại mua nhiều để sau đó thì cuối cùng là cái đoạn mua nhiều cái đoạn lỗ nhiều thì chúng ta lại bị uh, vẫn là thâm hụt về cái tài sản thì đó là công nghệ mà view để anh chị bạn có thể nắm được Thế còn bây giờ thì công diện sẽ chuyển sang một chút với thông tin giao dịch cơ bản của thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì chỉ số vn đang đóng cửa 1.177.5 điểm giảm 5,36 điểm giảm 0.45%, thanh khoản giao dịch là 15.110 tỷ với khối ngoại thì họ vẫn mua dòng thôi 238 tỷ với sàn hồ Sàn đấy giảm 0,51 điểm, giảm 0,22%. Thanh khoản giao dịch là 1,32 nghìn tỷ. với ngoại bán dòng hơn 22 tỷ với sàn HLX. Sàn Upcom giảm 0,36 điểm, giảm 0,41%. Thanh khoản giao dịch là 598 tỷ. Khối ngoại thì mua dòng 4,5 tỷ với sàn Upcom. Thì hiện tại thì với tổng cái mức giao dịch cả ba sàn hôm nay thị trường có rung đắc điều chỉnh nhưng mà nó cũng xuống ở mức khá là thấp. Ở đây là khoảng đâu đấy là 16 400 thì ở đây là khoảng 17.000 tỷ ở cả ba sàn. Thị trường thì giảm điểm do ảnh hưởng từ những cái cổ phiếu trụ thôi, nhóm cổ phiếu bán lẻ này rồi bất động sản, ngân hàng. Ở đây thì có nhóm cổ phiếu về chứng khoán. Thì những cái nhóm cổ phiếu trụ này nó điều chỉnh thì còn ở đây thì có nhóm ngành thép thì nó hỗ trợ một chút này mặt điểm số thôi. Thế còn nhóm cổ phiếu dầu khí thì hôm nay thì cũng có một số cổ phiếu tăng điểm hỗ trợ về thị trường thôi. Thế còn công nhận thấy là do là chủ yếu là những cái cổ phiếu trụ này nó rung lắc một chút nó ảnh hưởng nhiều đến điểm số thôi thị trường thì về mặt xu hướng này nó không có gì cả nên đây là chúng ta đang nắm giữ với cổ phiếu mà nó chưa gãy cứ tiếp tục nắm giữ để chúng ta chờ đợi cho nó vào chen vào sóng cái thời giai đoạn đó là sẽ là giai đoạn hưởng thành quả đầu tư để chúng ta cũng biết là phải kiên nhẫn rồi chứ không thể nào mà vừa mới khởi đầu xu hướng cái bắt đầu nó chạy tăng bốc đầu mạnh được ngay kể cả giai đoạn trước đây những cái cổ phiếu ở trong nhóm cổ phiếu chứng khoán ở cái sóng trước ngay kể cả những cái cổ phiếu như là VX này cái sóng trước thì nó xét về những cái tín hiệu này đó, nó còn phải eh, say rồi nó còn phải đi ngang tích lũy chán chê sau đó thì bắt đầu nó bùng cái thì để bắt đầu dần dần nó chạy mà nó cũng chưa thể chạy nhanh được càng đến những cái đoạn cuối này ví dụ đoạn đầu thì nó từ từ chạy nó lại điều chỉnh rồi sau đó bắt đầu nó chạy mạnh thì càng đoạn cuối này là càng cái đoạn nó chạy nhanh thế nên là nếu mà chúng ta tham gia vào ví dụ như là trong những cái tín hiệu ở đây là trong những cái đoạn này là cái đoạn mà chúng ta tham gia mua chẳng hạn thì nó chậm thì chúng ta lại bán ra với cổ phiếu thế cuối cùng là là bán ra xong thì đến lên bên trên tít bên trên này có thể là bắt đầu lên cái vùng cao cao ở trên này thì trên này chúng ta lại quan tâm nhiều nên trên này chúng ta bắt đầu mới quan tâm nhiều thì có phải là quan tâm nhiều mà lại không kiếm được thế còn thà chúng ta khi mà trong cái vùng chậm này thì chúng ta cứ xem xét mua vào đi để chúng ta nắm giữ để chúng ta chờ nó đi đúng xu hướng thì chúng ta cứ gồng tiếp thì có phải lên trên này mà giả sử nó có tín hiệu bán này thì chúng ta có thoát ra không thì cuối cùng là chúng ta vẫn còn thu được cái mức lợi nhuận từ dưới này lên đó là ở đây là bao nhiêu phần trăm 57,7 phần trăm như vậy ít nhất là còn kiếm được 50 phần trăm còn cứ vào vào ra ra rồi đến lúc đoạn cuối này nó nó giảm cái thì cuối cùng là, là 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 kiếm thì không được mà cuối cùng lại gồng lỗ xuống đây lên đây mua cái thì cuối cùng là bây giờ thì nó cũng vẫn chủ yếu là tài sản đi ngang không gia tăng được Thế nên là cái việc mà mua ở trong những cái vùng bên dưới nó còn yếu, càng lên trên thì nó càng mạnh thì lúc đó thì chúng ta uh, phải nghĩ đến những cái quá trình mà chúng ta phải bán dần ra với cổ phiếu để chốt lời, sau đó thì chờ nó lại uh, những cái tìm kiếm những cái cổ phiếu mà nó còn đang uh, khởi đầu từ những cái vùng giá thấp thấp bên dưới này tích lũy tạo nền rồi sau đó bứt phá này, đó thì chúng ta lại tham gia vào những cái cổ phiếu đó để chúng ta kỳ vọng gia tăng tài sản nhiều. Thế còn những cái cổ phiếu này chúng ta bán rồi, chúng ta đã bỏ qua, chúng ta có thể là À, nếu mà trường hợp chúng ta muốn nắm giữ dài thì chúng chỉ có để cái phần lợi nhuận ở lại thôi. Ví dụ 50% này chúng ta bán đi 40 khoảng đâu đấy là 50 đến 60% trăm để 40% ở lại hoặc là chỉ để 20% cái phần lợi nhuận ở lại để chúng ta gồng nắm giữ dài hạn với cổ phiếu thôi thì nó sẽ hay hơn rất nhiều. Sau đó thì chúng ta lại đi tìm kiếm những cái cơ hội khác với những cái cổ phiếu khác đang ở trong những cái vùng giá thấp để chúng ta lại làm tương tự như vậy. Rồi thì đó là À, công điện mà chuyển trở lại với uh, những cái thông tin giao dịch cơ bản của thị trường hôm nay ở chiều giảm về mạnh nhất ở đây là nhóm bán lẻ rồi thì còn bất động sản thì cũng dung lắc một chút ngân hàng thực phẩm và đầu uống xây dựng một vật liệu xây dựng này rồi chứng khoán nên là thị trường nó rung lắc một chút thôi anh chị các bạn chúng ta đừng có lo ngại gì cả thì còn về thị trường ở đây thì nó vẫn đang đi đúng xu hướng thôi chứ có gì thay đổi cả mặc dù có rất nhiều cổ phiếu giảm 313 mã giảm với sàn OC 164 mã tăng và 99 mã tham chiếu và sàn HLX cũng vậy. Ở đây là 68 mã giảm, 81 mã tăng nhưng mà nó lại là từ những cái cổ phiếu mà à, đó là những cái cổ phiếu nhỏ Thế nên là 68 mã tăng này, à, 68 mã giảm này toàn là những cái cổ phiếu trụ nên là nó ảnh hưởng nhiều đến cái mặt điểm số. À, nắp com này cũng tương tự như vậy thôi. 139 mã tăng, 114 mã giảm nhưng mà chủ yếu từ trụ còn về khối ngoại ở đây thì họ với sàn OC thì họ mua dòng liên tiếp hai tuần này rồi trong khi đó khối tự doanh thì họ cũng vẫn mua thôi thế đây là thị trường ở đây thì nó vẫn đang đi đúng xu hướng chưa có gì thay đổi cả đó, ví dụ như là đang tăng lên ở đây anh chị có thể thấy là nó cũng giống như những cái đoạn trước thôi giá nó cứ nằm trên được cái đường MA20 ở đây là chúng ta vẫn còn chẳng thấy có gì lo ngại cả chẳng qua là giá nó tăng xa so với cả đường MA20 thì nó lại tìm trở lại cái đường MA20 sau đó nó lại tăng tiếp đây là đây cái bản chất của nó thì cũng tương tự như vậy thôi. Ví dụ như là nó hơi xa cái điểm mà 20 thì nó lại giảm một chút. Sau đó nó tăng hơi xa điểm M20 nó lại giảm. Sau đó thì nó lại tiếp diễn cái đà tăng. Thế nên là hiện tại thì chưa có gì xấu cả. Khi nào nó xấu để công diện xem view để anh chị bạn có thể nắm được. Thế còn về những cái cổ phiếu trụ lớn ảnh hưởng tới mặt điểm số ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Ở chiều tăng được hỗ trợ từ Techcombank này, BCM, PNG, HAG. PC1, STB, HLG, GMD, PVD, cổ phiếu Z. Thế còn là chiều giảm ở đây ảnh hưởng từ Vinhome này, Vietcombank, CTG, BID, Vinamilk, thế giới di động, FPT, ACB, LGC và VVBank. Thì đó là những cái thông tin giao dịch cơ bản, công nghiệm view để anh chị nắm bắt được những cái nhận định của công nghiệm về thị trường cũng như là những cái cổ phiếu mà nó có tín hiệu về cái mặt chiều mua công nghiệm view để anh chị bạn chúng ta chú ý thế còn ở đây thì cái chiều bán thì à, thực sự là bây giờ là nó sẽ phải liên quan đến cái yếu tố mà theo dõi về cái vấn đề thực chiến thế nên là ở đây anh chị nào mà chúng ta có câu hỏi về cổ phiếu ấy thì anh chị bạn chúng ta có thể à, roi vào trong cái zoom zalo cộng đồng và công nghiệm bằng cách là quét cái mã qr code ở góc bên trái hoặc là anh chị bạn xem ở cái phần à, phần phần mô tả của video thì trên đó sẽ có sẽ có à, những cái thông tin để anh chị bạn chúng ta rơi vào trong zoom zalo hoặc là ở đây anh chị các bạn có thể là xem một cái phần comment để công nhiệm sẽ có cái link để anh chị các bạn chúng ta sẽ tham gia vào zoom zalo cộng đồng free này. Thế còn anh chị nào mà chúng ta muốn tham gia vào zoom khách hàng để nhận được những cái hỗ trợ tư vấn của công nhiệm về những cái cổ phiếu mà công nhiệm lọc ra là có độ mạnh để chúng ta tham gia mua vào với cổ phiếu ở trong quanh những cái vùng có điểm mua cũng như là công nhiệm sẽ add anh chị và bạn vào những cái Zoom robot để anh chị và bạn chúng ta nhận được những cái cảnh báo nó sẽ theo những cái chiến lược mua bán để anh chị các bạn chúng ta có thể tham gia vào những cái điểm mua cũng như là xem xét về những cái điểm bán cho nó đúng quanh những cái vùng đúng điểm. Rồi công việc rất là cảm ơn anh chị và bạn đã quan tâm và theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị và bạn trong những cái buổi livestream và trong những cái video tiếp theo.